Cần chú ý những yếu tố nào để khai thác hiệu quả khi mua nhượng quyền thương hiệu? Nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu giảm thêm lãi suất. Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Lãi suất trong nước tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng áp lực tăng lãi suất vẫn đang hiện hữu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy cách nào để các ngân hàng có thể kiềm chế đà tăng lãi suất? Cùng đến với những phân tích của khách mời trong chương trình hôm nay, quý vị và các bạn đang đến với Dòng chảy tài chính phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV1. Tuần qua, một số các tổ chức quốc tế đã đưa ra các nhận định về nền kinh tế Việt Nam. Có điểm gì đáng lưu ý vậy anh Nam? Và ngân hàng Standard Chartered đã đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 7% trong năm nay. Cơ sở của dự báo này theo các chuyên gia là nhờ tiếp nối đà phục hồi của năm 2022. Nửa sau năm 2023 được đánh giá có triển vọng sáng hơn nhờ một loạt các yếu tố như là hoạt động thương mại sẽ cải thiện khi mà nền kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hơn dự kiến. Đây là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, sẽ giúp thúc đẩy giao thương. Việc mở cửa du lịch cũng sẽ giúp ngành dịch vụ phát triển trở lại. Trước đó thì HSBC cũng dự báo Việt Nam vẫn có thể duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở châu Á. Trong đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sẽ là một trong những trụ đỡ quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chọn Việt Nam làm điểm đến. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những khuyến nghị mà Việt Nam cần cẩn trọng với lạm phát, đặc biệt khi những rủi ro về suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn kéo dài đến giữa năm nay. Do đó, việc điều hành các chính sách vĩ mô cần duy trì được sự linh hoạt và thận trọng. Một số liệu kinh tế cũng rất đáng chú ý được Tổng cục Thống kê công bố tuần qua. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 năm 2023 ước đạt 25,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau tháng 1 giảm do kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán kéo dài, hoạt động xuất nhập khẩu của tháng 2 đã bắt nhịp trở lại. Và tuần qua thì cũng không thể bỏ qua những động thái rất là tích cực trên thị trường bất động sản anh Nam ạ. Đó là sự vào cuộc để tháo gỡ các khó khăn cho các dự án bất động sản từ các bên liên quan như là cơ quan chức năng hay là chính các doanh nghiệp. Phải nói là sau hội nghị của Thủ tướng với những chỉ đạo rất là sát sao của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn bền vững thì đã có nhiều giải pháp được đưa ra. Và như Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc họp để gỡ khó cho các dự án cụ thể. Gần nhất, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành vào cuộc gỡ khó cho 4 dự án tại các quận như quận 1, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận 7, quận 10. Các sở ngành được phân công thụ lý, giải quyết các nhóm dự án này sẽ khẩn trương trao đổi làm việc với các chủ dự án để thống nhất hướng xử lý. Ngoài 4 dự án này, 116 dự án bất động sản đang ách tắc cũng sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên xử lý. Động thái tăng cường hỗ trợ cho ngành bất động sản sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoàn thiện các dự án còn dang dở. Điều này sẽ giúp khơi thông nguồn cung, đáp ứng nhu cầu nhà ở đang rất lớn của người dân, qua đó giúp thị trường ấm trở lại. Thưa quý vị, lãi suất gửi tiết kiệm ở các ngân hàng đang tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt trong tuần qua. Nếu so với mức đỉnh trên 11% một năm vào cuối năm ngoái, thì hiện lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng đã giảm khoảng 2%. Các ngân hàng thương mại mà dẫn đầu là nhóm Big Four, 4 ngân hàng thương mại lớn có vốn nhà nước cũng đã họp bàn thống nhất cố gắng giảm tiếp lãi suất. Giải pháp nào để có thể kiềm chế đà tăng lãi suất, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực tăng lãi suất vẫn hiện hữu ở nhiều quốc gia trên thế giới? Câu chuyện này sẽ được thảo luận cùng khách mời của Dòng chảy tài chính hôm nay. Bà Thái Thị Việt Trinh, chuyên viên phân tích vĩ mô, công ty chứng khoán SSI, người thường xuyên theo dõi những biến động về lãi suất tiền tệ và hoạt động ngân hàng để đưa ra những đánh giá báo cáo phân tích chuyên sâu. Xin cảm ơn chị Việt Trinh đã dành thời gian tham gia Dòng chảy tài chính. Và trước khi chúng ta sẽ cùng thảo luận với chị Việt Trinh thì biên tập viên Hoàng Nam sẽ cung cấp tới chúng ta những diễn biến về lãi suất hiện nay ạ. Vâng, đúng là mặt bằng lãi suất thì đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo khảo sát của VTV Money với các ngân hàng, mức lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 cho đến 12 tháng chủ yếu dao động từ 6,5 cho đến 9,6% một năm, tức là đã giảm từ 1,5 cho đến 2% so với giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán. Riêng với kỳ hạn từ 12 cho đến 36 tháng, lãi suất dao động trong khoảng từ 6,2 đến 9,5% một năm. Mức lãi suất trên 9% chỉ có ở một vài ngân hàng nhỏ. Còn riêng với khối ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, mức lãi tiền gửi cao nhất chỉ xoay quanh khoảng 7,4% một năm. Xin được cảm ơn anh Hoàng Nam.
Chị Việt Trinh này, được biết là SSI thường xuyên có các bản báo cáo phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô, về thị trường tiền tệ rồi là lãi suất. Vậy thì báo cáo gần đây của SSI có nhận định như thế nào về việc mà mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng giảm ạ? Trên thực tế thì mặt bằng lãi suất huy động có giảm so với thời gian cao điểm vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên thì mức giảm thực tế nó chỉ vào khoảng 50 đến 70 điểm cơ bản thôi. Và cái mức giảm này thì cũng ở trên hầu hết các ngân hàng thương mại, nhưng mà sẽ có sự chênh lệch giữa mức lãi suất huy động dành cho khối khách hàng cá nhân và khối khách hàng tổ chức. Thì khối khách hàng tổ chức thì hầu như là cái mức lãi suất huy động thì nó vẫn được niêm yết ở cái mức cao như thời điểm năm ngoái, còn khối khách hàng cá nhân thì có giảm nhẹ. Như chị Trinh vừa đề cập, mặt bằng lãi suất đang được điều chỉnh giảm từ 50 đến 70 điểm. Tuy nhiên là tôi được biết là vào giai đoạn trước Tết thì rất là nhiều người đã phản ánh với VTV Money là họ được chào mời với mức lãi suất tiền gửi có thể lên tới hơn 11%. Đúng. Thì tôi cũng có công nhận là có những cái thời điểm mà thanh khoản trên hệ thống là rất thiếu hụt, và có những cái thời điểm mà các ngân hàng thương mại, chủ yếu là các ngân hàng bé, thì họ chào mời lãi suất lên đến 11 hoặc hơn 11%. Tuy nhiên thì theo nghiên cứu của bên chúng tôi thì khi mà chúng tôi tính cái trung bình ra thì cái mức lãi suất ở thời điểm cao điểm thì chỉ khoảng 10,5% thôi. Thì do vậy thì tính đến hiện tại thì nó cũng chỉ mới giảm khoảng là từ 50 đến 70 điểm cơ bản so với mức cao nhất. Vào thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy có một cái tình trạng là biểu lãi suất công bố của các ngân hàng thì có thể giảm đấy. Thế nhưng mà rất là nhiều khách khi mà họ đến gửi tiền tại quầy thì họ cũng sẽ nhận được những cái mức lãi suất cao hơn. Phải chăng là điều này cho thấy là các ngân hàng họ vẫn đang cần phải đẩy mạnh huy động để bù đắp cho thanh khoản ? Cái thanh khoản ngắn hạn trên thực tế của các ngân hàng thì hiện tại là đang khá là dồi dào, và điều này cũng đã tác động giúp cái mặt bằng lãi suất huy động thời gian qua có giảm. Nó đến từ một số yếu tố mà chủ yếu là do cái tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn đầu năm thì vẫn đang khá là yếu. Và thứ hai là thời gian vừa qua thì có một số các dòng tiền từ khối phía nước ngoài vào đổ vào thì nó cũng giúp cho cái thanh khoản thị trường nó được tích cực lên. Tuy nhiên thì về trung hạn thì thanh khoản nó vẫn đang phải chịu rất nhiều áp lực đến từ kể cả những cái yếu tố trong nước lẫn yếu tố nước ngoài. Thứ nhất là đến từ cái việc mà theo lộ trình giảm tỷ lệ ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, thì đến tháng 10 năm nay thì các ngân hàng thương mại phải giảm cái tỷ lệ đấy. Thì cái này thì nó sẽ yêu cầu các ngân hàng thương mại sẽ cần phải huy động những cái nguồn vốn, huy động vốn trung và dài hạn, tức là trên 12 tháng. Các ngân hàng thương mại cũng vẫn phải chuẩn bị vốn cho những cái vấn đề liên quan đến các rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Yếu tố thứ tư liên quan đến các yếu tố nước ngoài, tức là áp lực lạm phát đã khiến cho các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã phải điều chỉnh cái lãi suất liên tục, có thể duy trì ở mức cao lên tới sang năm 2024. Và cái áp lực này thì nó khiến cho ngân hàng nhà nước cần phải duy trì một cái mức lãi suất tiền đồng phù hợp để giảm thiểu cái áp lực lên tỷ giá, tức là giảm thiểu cái sự dòng vốn rút ra khỏi thị trường, dòng vốn nước ngoài rút ra khỏi thị trường. Và khi mà cái lãi suất tiền đồng phải mức hấp dẫn thì đấy là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, tức là thị trường 2, thì nó sẽ có tác động dây chuyền lên lãi suất thị trường 1, là tức là lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Và do vậy thì cái mặt bằng lãi suất thực tế là khó có thể giảm mạnh được. Vâng, chúng ta có thể thấy là trong một cái bối cảnh môi trường lãi suất của thế giới vẫn ở mức cao và có vẻ vẫn còn đang tăng. Vâng. Thì những động thái ở trong nước đã cho thấy một cái sự nỗ lực của những nhà điều hành, đúng không ạ? Những ngân hàng thương mại thì sau khi giảm lãi suất huy động thì cũng đang cho thấy những tín hiệu bắt đầu giảm lãi suất cho vay. Và đây cũng là giải pháp để các ngân hàng kích cầu tín dụng, bởi dịp đầu năm thường thì nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp cũng chưa cao. Ngân hàng này quyết định dành ra 7.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh. Mức lãi suất sẽ thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% một năm tùy từng doanh nghiệp. Xu hướng lãi suất tăng cao thì cái nhu cầu của doanh nghiệp càng khó khăn hơn. Đã có những cái chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong việc là đáp ứng cái nhu cầu vốn. Nhiều ngân hàng khác cũng cạnh tranh bằng cách đưa ra hàng loạt các gói ưu đãi lãi suất để kích thích nhu cầu vay vốn. Bởi nếu huy động vào mà không cho vay ra được, thì bản thân ngân hàng cũng không đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Hiện nay và so với cuối năm 2022 thì chúng tôi đang giảm lãi suất là 2% đối với hộ kinh doanh. Còn đối với là đặc biệt là từ mùng 1 tháng 2 năm 2023 thì chúng tôi đã đưa ra gói lãi suất là 10.5%.
cố định trong 3 tháng đầu tiên với tổng gói là 1.000 tỷ để hỗ trợ các cái hộ kinh doanh cũng như người dân có nhu cầu tiếp cận vốn giá rẻ với ngân hàng. Có nhiều cái khả năng để mà giảm lãi suất cho vay. Thế và có thể nói rằng là đầu năm nay thì nó khác với năm 2022 là cái nhu cầu vay vốn nó yếu hơn năm ngoái. Thế và rõ ràng rằng là mặc dù đến giờ thì không bị hạn chế về room tín dụng, nhưng ngân hàng cũng đang tương đối khó trong việc là tăng thêm dư nợ tín dụng. Các ngân hàng cần phải đưa ra một số các cái chương trình khuyến mại hoặc là giảm giá, ưu đãi lãi suất cho khách hàng thì để khuyến khích khách hàng nhận nợ và vay vào lúc này. Như những ghi nhận của phóng viên trong đoạn băng phóng sự vừa rồi thì các ngân hàng cũng chia sẻ là họ đang có những cái mức lãi suất rất là ưu đãi cho doanh nghiệp với mức giảm từ 0,5 đến 2%. Tuy nhiên là việc cho vay ra cũng không hề dễ đâu ạ. Chị Việt Trinh đánh giá sao về tình trạng này ạ? Các ngân hàng thương mại họ cũng đã có đẩy mạnh một số các gói chương trình ưu đãi cho vay cắt giảm lãi suất từ 0,5 đến 2%. Tuy nhiên cái quy mô của các gói này thì nó cũng chỉ giới hạn ở một số ngành nghề nhất định, và cái tác động lên cái mặt bằng lãi suất chung thì vẫn chưa có nhiều. Và cái mặt bằng, như theo quan sát của chúng tôi thì cái mặt bằng lãi suất cho vay của các doanh nghiệp sản xuất thông thường thì bây giờ đã phải lên đến từ 12 đến 13%, và cái mặt bằng lãi suất cho vay tiêu dùng thì cũng đã đẩy lên tầm 14 đến 15%, là mức tương đối cao. Và do vậy thì cái nhu cầu cho vay thực tế trên thị trường thì vẫn đang rất là yếu. Và đầu năm nay thì các ngân hàng đã được phân bổ hạn mức tín dụng rồi. Vậy chị nhận định như thế nào về mức phân bổ của năm nay so với năm ngoái? Cái hạn mức tín dụng trong cái phân bổ lần này thì nó có thấp hơn một chút. Trung bình sẽ từ tầm 9 đến 10% cho các ngân hàng thương mại, thì nó thấp hơn một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên thì cái nhận định của chúng tôi về cái quan điểm về chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước trong năm nay nó sẽ ôn hòa và dễ chịu hơn so với năm ngoái. Thì cái thường thì cái mức phân bổ đầu năm này thì nó cũng sẽ chỉ mang tính là phân bổ đầu năm thôi, và nó ngân hàng nhà nước sẽ vẫn khá là linh hoạt trong giai đoạn tiếp theo để nới room hoặc là nới room tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Và do vậy thì cũng mình cũng chưa thể nhận xét được là cái mức phân bổ này là nó đang là mang hướng thắt chặt tăng trưởng tín dụng. Mục tiêu của ngân hàng nhà nước từ đầu năm là nó vào khoảng từ 14 đến 15%, cao hơn một chút so với cái mục tiêu ban đầu, mục tiêu năm ngoái là chỉ 14% thôi. Tức là cho thấy là chính sách của tiền tệ của ngân hàng nhà nước trong năm nay là mang tính chất ôn hòa hơn, có thể là để hỗ trợ tăng trưởng. Nhưng tuy nhiên thì cái lạm phát trong thời gian vừa qua cũng hơi cao nên ngân hàng nhà nước cũng vẫn phải thận trọng một chút trong việc cấp phân bổ room tín dụng. Vậy còn về phía cầu tín dụng thì sao? Theo chị thì trong thời gian tới nhu cầu về tín dụng của các doanh nghiệp như thế nào và mặt bằng lãi suất cho vay sẽ diễn biến theo chiều hướng nào? Cầu tín dụng ít nhất sẽ vẫn là yếu trong quý 1 và đầu quý 2, khi mà các diễn biến trên nền kinh tế thì vẫn đang khá là yếu, từ các nhóm sản xuất cho đến nhóm tiêu dùng hay là nhóm doanh nghiệp như bất động sản hay là trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi nghĩ là nó vẫn sẽ phải duy trì ít nhất đến đầu quý 2. Và khi mà cái mặt bằng lãi suất cho vay và mặt bằng lãi suất huy động nó có thể có những cái diễn biến nó giảm nhiệt hơn, rõ ràng hơn, thì có thể là nó sẽ kích cầu tín dụng một chút. Nếu mà đưa ra một con số về mặt bằng lãi suất cho nửa cuối năm nay thì đó sẽ là ở mức bao nhiêu ạ? Tôi đang nghĩ là con số vào khoảng 8% cho mặt lãi suất huy động 12 tháng. Cái này cũng sẽ nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ bên ngoài, là cái việc tốc độ tăng của lãi suất của Fed có nhanh hay không, và nó có tăng mạnh hay không, và có từ yếu tố trong nước là các yếu tố liên quan đến các chính sách có thúc đẩy kích cầu được tín dụng hay không. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một khảo sát gần đây của Vụ Dự báo Thống kê Ngân hàng Nhà nước. Thì dư nợ tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng là tăng bình quân khoảng 4% trong quý 1 năm nay và tăng 13,7% trong cả năm 2023. Điều chỉnh giảm 1,9 điểm phần trăm so với kỳ vọng tại đợt khảo sát trước đó, cho thấy rằng các tổ chức tín dụng vẫn khá thận trọng khi nhìn về triển vọng kinh doanh trong năm nay. Ngân hàng Nhà nước mới đây cũng ra văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cho vay. VTV Money cũng đã ghi nhận những đề xuất mong muốn từ phía doanh nghiệp, chuyên gia để khơi thông được dòng vốn tín dụng. Nhà xưởng đi thuê, không có sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng,
đây là khó khăn chính của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải. Như doanh nghiệp này, dù đang được ngân hàng hỗ trợ vay vốn, nhưng vẫn phải huy động thêm nguồn vốn từ bạn bè, đối tác để đầu tư vào máy móc nâng cấp công nghệ. Họ mong muốn được gia tăng hạn mức vay không có tài sản đảm bảo từ ngân hàng. Thu nhập của công ty là trung bình là rơi từ 3 tỷ rưỡi đến 5 tỷ trên một tháng. Đấy, thì là với cái nguồn vốn mà hiện đại công ty thì hiện tại là công ty đang cần thêm nguồn vốn và công ty cũng muốn là sẽ vay thêm một số khoản nữa để đáp ứng được cái nhu cầu đơn hàng của công ty. Theo chúng tôi đánh giá là gọi là an toàn và khỏe mạnh cho cái nền kinh tế á, thì lãi suất cho vay đâu đó chỉ nên ở mức khoảng 9 đến 10%, mà như thế thì lãi suất huy động phải giảm xuống được mức khoảng 7%. Ngoài ra, với hạn mức tín dụng mới được cấp dù thấp hơn năm ngoái, nhưng các chuyên gia cho rằng các ngân hàng vẫn cần nỗ lực đơn giản thủ tục cho vay mới dùng hết hạn mức. Cái hạn mức tăng trưởng tại thời điểm này nó chưa được như kỳ vọng, thế nào cũng hợp lý với thông lệ thôi, bởi vì là một năm thì thường thường ngân hàng nhà nước sẽ có thể có thêm một cái lần điều chỉnh về hạn mức tăng trưởng tín dụng vào giữa năm, và cái lần điều chỉnh này nó sẽ phụ thuộc thêm vào cái tình hình tăng trưởng tín dụng thực tế của cả nền kinh tế của từng ngân hàng thương mại, và cũng phụ thuộc thêm về cái nhu cầu tín dụng của cả nền kinh tế tại thời điểm đó. Hiện Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 31 về gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước để tháo gỡ những khó khăn trong cho vay, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh có điều kiện phục hồi sản xuất tốt hơn. Thưa quý vị, ổn định mặt bằng lãi suất hướng tới giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh cũng là chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, với những áp lực từ thị trường thế giới thì việc giảm mặt bằng lãi suất trong nước cũng là nhiệm vụ không dễ dàng trong năm nay. Xin cảm ơn chị Việt Trinh đã dành thời gian cùng với Dòng chảy Tài chính để phân tích những cái câu chuyện mà rất là nhiều doanh nghiệp đang quan tâm, đó chính là tiếp cận vốn tín dụng để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Không biết là anh Nam và quý vị khán giả có giống tôi không ạ? Tôi thì thường xuyên sử dụng các dịch vụ qua ứng dụng và cách phổ biến nhất để thanh toán là dùng thẻ tín dụng. Chẳng hạn như của Visa là Master. Tuy nhiên là gần đây tôi thấy là có khá nhiều người cho biết là họ đã bị chiếm dụng thông tin thẻ và bị mất tiền. Và anh Nam có biết là có cách nào để ngăn các rủi ro như này không nhỉ? Vâng, đúng là thẻ tín dụng quốc tế thì tạo ra rất là nhiều tiện lợi khi mà chúng ta thanh toán trên các nền tảng. Đặc biệt là những nền tảng xuyên quốc gia như là trên App Store này hay là Amazon. Nhưng cũng chính vì tính chất là quá tiện và chỉ cần nhập các mã số trên thẻ là chúng ta giao dịch được. Vì vậy, những người dùng như chị Hương cũng như là quý vị khán giả sẽ rất cần lưu ý tới một số cách để tự bảo vệ thẻ của mình như gợi ý sau đây của chúng tôi trong mục Ngân hàng số. Năm 2022 đã xảy ra hàng loạt vụ giao bán dữ liệu cá nhân trên các mạng xã hội. Thậm chí một số vụ việc, dữ liệu giao bán bao gồm cả thông tin thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng. Nhiều người dùng cho biết họ đã bị mất tiền trong khi không thực hiện giao dịch nào. Trong năm 2022 vừa rồi thì nó rộ lên rất là mạnh các cái vụ tấn công lừa đảo. Ngoài cái việc là chúng ta phải cẩn trọng trong quá trình giao dịch thì chúng ta cũng cần phải trang bị cho mình các cái giải pháp bảo vệ trên thiết bị di động của mình. Bởi vì thẻ tín dụng quốc tế thì nó có một cái nguy cơ là có thể hacker người ta ngồi bên ngoài Việt Nam, người ta lấy được thông tin của mình và người ta sử dụng trái mục đích. Khi mà sử dụng thẻ tín dụng để phục vụ thanh toán quốc tế thì tôi thường sẽ chỉ cung cấp thông tin cho những nhà thanh toán trung gian mà họ có tên tuổi. Thẻ tín dụng là công cụ thanh toán tiện lợi và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, nhưng cũng dễ bị lộ lọt, đánh cắp nhất. Kẻ gian nếu có được thông tin trên thẻ, gồm số thẻ và mã CVV in ngay sau lưng là đã có thể giao dịch mà chủ thẻ không kiểm soát được. Vì vậy, để bảo vệ thông tin thẻ, chúng ta nên hạn chế đưa nó cho người khác, tránh để khuất tầm mắt của mình. Ưu tiên thanh toán một chạm để tránh việc phải đưa thẻ cho người bán hàng. Và nếu phát hiện bất thường, hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng. Nhiều người dùng phản hồi với chúng tôi rằng, khi thẻ tín dụng gặp sự cố, họ luôn gặp khó khăn trong việc kết nối tới tổng đài viên của các ngân hàng để khóa thẻ. Tuy nhiên quý vị đừng lo lắng, bởi ngay trên ứng dụng ngân hàng số như thế này, thì toàn bộ những gì quý vị cần để quản lý chiếc thẻ của mình đều đã có. Từ mở khóa thẻ, kích hoạt thẻ, hay thậm chí là hủy luôn dịch vụ thẻ tín dụng của mình, cũng có thể thực hiện được ngay lập tức. Và vì thế thì để an toàn, ngay sau khi phát hiện những bất thường hoặc quý vị không có nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng trong một thời gian dài, quý vị hãy chọn chế độ khóa thẻ. Việc này có thể thực hiện được chỉ sau 5 giây. Và nhiều người dùng thì thậm chí còn cho biết là từ khi họ biết đến những tính năng này của ứng dụng ngân hàng số
thì họ luôn để thẻ tín dụng của mình ở trong chế độ khóa và chỉ khi nào thực sự có nhu cầu giao dịch, họ mới mở khóa thẻ ra. Quỹ hỗ trợ nông dân được không ít bà con nông dân coi là điểm tựa tài chính vững chắc. Thực tế thì cũng đã cho thấy là ở nhiều địa phương, nhất là các vùng chuyên canh nông sản lớn như là tại đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, việc tiếp sức về vốn cho nông dân đã tạo khả năng chủ động trong tất cả các khâu của sản xuất nông nghiệp, từ nuôi trồng, này, thu hoạch này, đến chế biến. Vâng, chúng ta có thể nói một cách nôm na là từ một đồng vốn vay đã tạo ra rất là nhiều những đồng vốn lợi nhuận với người nông dân. Thưa quý vị, tất cả là nhờ vào việc là đầu tư hiệu quả để thay đổi được cách thức sản xuất truyền thống, hay đơn giản chỉ là chúng ta tiếp sức thêm để người nông dân có thể mua sắm vật tư, phân bón. Câu chuyện của nông dân trồng nhãn tại thành phố Cần Thơ sẽ cho chúng ta thấy được với chỉ số vốn nhỏ thôi, nhưng cũng đã mang đến rất nhiều thay đổi lớn trong thu nhập và cách làm nông nghiệp. Hơn 1 hecta nhãn của gia đình ông L sẽ thu hoạch trong vài tuần tới. Với sản lượng dự kiến khoảng 30 tấn, thu nhập từ vườn nhãn cũng gần 700 triệu đồng. Nếu trừ đi các chi phí ban đầu, vườn nhãn năm nay có được lợi nhuận rất tốt. Thay đổi lớn nhất chính là việc đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động. Hệ thống tưới tiêu tự động này được nông dân đầu tư khoảng 50 triệu đồng nhờ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố Cần Thơ, và cũng chính nhờ đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động mà gia đình ông Lơ thay vì tốn khoảng 350.000 mỗi ngày cho nhân công tưới tiêu, giờ đây ông chỉ còn tốn khoảng 10.000 mỗi ngày. 10.000 đồng một ngày là tiền điện cho hệ thống máy bơm. Ngoài tiết kiệm chi phí sản xuất, ông còn có thể chủ động việc tưới tiêu. Công việc làm nông cũng nhàn hạ hơn nhiều phần so với trước. Một phần vốn đầu tư nhỏ nhưng mang đến thay đổi lớn. Theo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, năm ngoái, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã giải ngân hơn 5 tỷ đồng cho 13 dự án với 135 nông hộ được vay. Cái quỹ hỗ trợ nông dân là cho vay là thời hạn là 3 năm, lãi suất 0,6% trên tháng. Cái lãi suất nó rất là thấp, nó nhẹ hơn mình đi vay ngân hàng. Cái lợi thế thứ hai nữa là khỏi phải thế chấp gì cả, chỉ là ủy ban bảo lãnh với hợp tác xã bảo lãnh thì bà con xã viên sẽ được vay. Cả hợp tác xã Nhân Nghĩa có hơn 22 hecta nhãn. Đợt trước, toàn hợp tác xã có khoảng hơn chục hộ được vay với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Tính ra mỗi hộ được vay từ 30 đến 50 triệu đồng. Sắp tới thì cũng có bà con cũng cần số vay để tiếp bổ sung thêm cho sản xuất, đồng thời cũng như cải tạo thêm một cái số vườn mới mà hiện nay mà chưa có trồng nhãn được. Đầu tư máy móc thiết bị, cái hệ thống tưới phun tự động đạt hiệu quả cao hơn nữa. Dự kiến sắp tới, nhiều nông hộ tại đây có thể tiếp cận vốn để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp của hợp tác xã. Với việc phát triển loại hình du lịch này, mỗi nông hộ có thể tăng thu nhập thêm từ 10 đến 30% so với thông thường. Nhắc đến F&B tại Việt Nam sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến nhượng quyền thương mại, là một trong những cánh tay đưa ẩm thực vào ngành kinh doanh ẩm thực Việt Nam vươn ra xa, ra toàn thế giới. Nhượng quyền F&B đang là một lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam, không chỉ với các thương hiệu quốc tế mà cả với thương hiệu nội địa, mô hình kinh doanh đơn giản, ví dụ như đồ ăn hè phố hay là bán đồ ăn vặt chẳng hạn. Nếu như đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh thì nhượng quyền F&B cũng có thể là một gợi ý cho anh Nam đấy ạ. Vâng, tôi thì có đam mê về ăn uống thôi, nhưng mà kinh doanh ăn uống thì nó không phải lĩnh vực của tôi. Nhưng mà tôi có biết rằng là có nhiều người bạn họ thích kinh doanh về cái lĩnh vực F&B này, nhưng mà chưa có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ ăn, đồ uống đặc thù, thì họ đã chọn mua nhượng quyền thương hiệu. Bởi đây là một cách khá an toàn nếu như biết chọn thương hiệu và chọn được mô hình kinh doanh. Vậy đâu là lợi ích cũng như là hạn chế của hình thức kinh doanh này? Ghi nhận của nhóm phóng viên VTV Money. Là nhân viên văn phòng, để gia tăng thu nhập và thỏa đam mê với đồ ăn, Tuấn Anh quyết định khởi nghiệp với cửa hàng đồ ăn vặt. Tuy nhiên, thay vì tự chọn mô hình và xây dựng theo ý tưởng của riêng mình, anh chọn cách mua nhượng quyền thương hiệu. Khi người ta đã đi trước rồi, nó bớt những cái rủi ro cho những người mới bắt đầu như mình ấy, thì mình thấy là khá là phù hợp hơn. Là tự mình phát hiện ra và nghiên cứu thì nó mang nhiều cái rủi ro cho bản thân mình. Mất khoảng 6 đến 8 tháng thôi để mình đã thu hồi vốn. Thưa quý vị, mỗi cơ sở nhượng quyền thương hiệu mà bán đồ ăn vặt bánh tráng như thế này thì tổng mức đầu tư sẽ là 250 triệu đồng. Trong đó thì chi phí nhượng quyền thương hiệu và chi phí setup cũng như là đào tạo nhân viên sẽ rơi vào khoảng 10%. Chi phí để có thể quản lý vận hành thì sẽ rơi vào khoảng 20%. Còn lại sẽ là những chi phí để đầu tư cho trang thiết bị cũng như là nguyên liệu đầu vào.
và tổng thời gian thi công thì sẽ rơi vào khoảng 20 ngày cho một cửa hàng. Theo chia sẻ của bên bán nhượng quyền thương hiệu, phần lớn khách hàng mua nhượng quyền là những người đầu tư trẻ, chuộng mô hình tinh gọn, chi phí bỏ ra không quá lớn, được kiểm soát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm đưa ra thị trường. Có thể là bao được cái mức đầu vào và đầu ra để đảm bảo được cái tiêu chuẩn cũng như là tiêu chí về chất lượng, rồi về cái số lượng để cho người tham gia nhượng quyền cùng mở rộng thêm ít nhất là 100 điểm tại khu vực phía Bắc và 50 điểm ở khu vực phía Nam. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, việc nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực này cũng chiếm hơn 50% các vụ nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần thận trọng trước khi đưa ra quyết định mua nhượng quyền. Phải xem thử là mô hình kinh doanh đó đã chuẩn chỉnh về mặt pháp lý hay chưa, xem thử là cái thương hiệu đó thực sự là đang có làm ăn tốt hay không. Trước tiên đấy là về mặt là thời gian, tức là phải có một cái khoảng thời gian làm tương đối là dài, từ từ là một năm trở lên, mô hình đó liên tục là có lượng khách thì đấy mới được tính là một mô hình thành công. Doanh thu ngành ăn uống F&B tại Việt Nam năm 2023 dự kiến tăng trưởng 18%, đạt hơn 700.000 tỷ đồng. Vì thế, đây sẽ là một thị trường rất sôi động trong năm nay. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo, người mua nhượng quyền cần tránh tâm lý FOMO, tức là sợ bỏ lỡ cơ hội tốt theo hiệu ứng đám đông, bỏ tiền vào những mô hình nhượng quyền ảo, cam kết hoàn vốn sau 10 ngày hay là một tháng được quảng cáo rầm rộ mà chưa biết thực hư vận hành của cửa hàng để tránh tiền mất tật mang. Là một thị trường màu mỡ, nên có nhiều cơ hội, nhưng cũng có nhiều lưu ý mà các bạn quan tâm đến lĩnh vực này không thể bỏ qua như phóng sự vừa phân tích. Cá nhân tôi dưới góc độ là một người tiêu dùng thì rất quan tâm tới những sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật và có hương liệu tự nhiên, nên rất mong chờ có nhiều chuỗi cửa hàng cung cấp các sản phẩm này. Vâng, đó cũng là xu hướng lựa chọn của rất là nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19 thì mọi người quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều cơ hội kinh doanh đúng không ạ? Cũng như là có rất là nhiều những mô hình kinh doanh mới. Mọi người có thể chia sẻ với chúng tôi để có thể lan tỏa đến cộng đồng ạ. Và hãy gửi đến cho chúng tôi những ý tưởng kinh doanh của quý vị và các bạn qua địa chỉ email của chương trình dongchaytaichinh@vtv.vn hoặc số hotline của VTV Money 0862 24 24 24. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Dòng chảy Tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.